Chị Elsa xin chào các bé. Hôm nay chúng ta sẽ vẽ cho bé một cấu trúc rất là đáng yêu. Không nghe nghĩ rằng bé chưa cho nhưng bé thì có I wonder why.
scenario, the farmer takes the wife. The wife takes the child, the wife takes the child. Hi-ho the derry-o, the wife takes the child. The child takes the nurse, the child takes the nurse. Hi-ho the derry-o, the child takes the nurse. The dog takes the cat. Hi-ho the derry-o, the dog takes the cat. The cat takes the mouse, the cat takes the mouse. Hi-ho the derry-o, the cat takes the mouse. The mouse takes the cheese, the mouse takes the cheese. Hi-ho the derry-o, the mouse takes the cheese. The cheese stands alone, the cheese stands alone. Stands alone. Như vậy là chúng ta cùng nhau đã hoàn thành bức vẽ chú gấu trúc đáng yêu. Các bé hãy vẽ tô màu thật đẹp nhé. Cùng nếu bạn nào mà tô màu đẹp, vẽ đẹp gửi cho chị Elsa. Chị Elsa và anh Spiderman sẽ có quà cho các bé đó. Chúc các bé thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.